mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự buổi hội ngộ của sư đoàn 9 bộ binh lần đầu tiên tại Little Sài Gòn, miền Nam California. Và sau lời chào mừng của đồng trưởng ban tổ chức, ông Nguyễn Kim Sơn đã lần lượt mời các chiến sĩ sư đoàn 9 bộ binh đến từ khắp nơi trình diện quan khách. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, chúng tôi trân trọng chào mừng tất cả chiến hữu của sư đoàn 9 anh hùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dạ xin mời niên trưởng Quỳnh Văn Chính, người mà chúng tôi muốn giới thiệu sau cùng quý vị cùng với niên trưởng đại tá Nguyễn Đình Vinh, tư lệnh phó của sư đoàn, nhân vì sức khỏe đại tá Nguyễn Đình Vinh còn phải đến ngày hôm nay. Chúng tôi mời niên trưởng Thái Dương Quỳnh Văn Chính ngỏ vài lời cùng với chiến hữu sư đoàn 9 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, đây đại tá Quỳnh Văn Chính, trung đoàn trưởng trung đoàn 16 bộ binh. Tôi ngày hôm đánh chứ không có văn nghệ, không có nhanh quá nhiều, chỉ có vài lời. Thứ nhất là tôi rất xúc động được nhìn thấy quý bạn và con cô bác thương mến sư đoàn 9 đến đây dự buổi tiệc đảm đạo, điều đó làm cho tôi xúc động vô cùng. Tôi ở sư đoàn chính với ông cố thiếu tướng Trần Bá Di, từ khi ông về ông làm tư lệnh phó tham mưu trưởng, rồi vì cái tài đức của ông được ở trên trung tướng Nguyễn Đức Thắng, ông Quân Kỳ thủ tướng và ông Lâm Quang Thi tương lệnh giới thiệu để giữ chức vụ tư lệnh sư đoàn 9. Chức tư lệnh sư đoàn không phải là dễ, rất là khó khăn, chỉ huy mấy chục ngàn quân, mà thiếu tướng của tôi ông rất là cảm tình, trên dưới đều thương ông hết. Không bao giờ mà ông chữ thề giận nó là đủ quả. Có một lần tôi còn nhớ ông cho ông chúng ta có người Đà Lạt lên trung tá, ông kia cho lính thệ nệ mang nào ra vô biết cấp này kia cũng lên, ông về ông thấy ông la dàn cả rồi ngưng chức ông chiến tá đó. Tôi mới năn nỉ, tôi mới ông nghe để tôi năn nỉ thiếu tướng tha thứ cho lần sau đừng có làm vậy. Ông mới chịu cho lên chúng ta mới kêu cho ông đó. Chưa chi cái thì bưng đồ lên kia đó, ông không chịu đó. Tôi rất là mến phục và kính phục. Tôi sau này gặp hết quân đội rồi, kêu ông thiếu tướng không chịu, kêu ông ta thì chúng tôi là kêu ông ta không chịu. Đó là cái tâm tình tôi của sư đoàn 9 mấy ông tư lĩnh, mà ông cứ ghi thật rất là hiền. Tôi nói vậy ngay biết có mấy lời tôi nói vậy rồi, xin hết. Và ban tổ chức mời cô Trần Quế Hương có vài lời với các chiến hữu. Dạ, Quế Hương cảm ơn các chú, các bác. Không biết nói gì hơn mà chỉ có biết cảm ơn thôi, là đã thương ba rất là nhiều. Và hồi Hương còn nhỏ thì cũng nhờ mấy chú, mấy bác mà nuôi á. Tại vì ba thì đi hành quân, má thì đi Mỹ Lạo. Rồi mỗi lần mà ở nhà mà có gì thì cũng nhờ mấy chú mấy bác mà lo thôi. Dạ. Kính thưa quý vị, đáng lẽ ra nếu có mặt đại tá tư lệnh phó sư đoàn thì cháu Hương sẽ trao tặng một bức hình, ở trong đó gồm có thiếu tướng tư lệnh Trần Bá Di, thiếu tá Đỗ Dũng và đại tá Nguyễn Đình Vinh đứng chính giữa bức hình. Nhưng rất tiếc đại tá tư lệnh phó không có mặt ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng xin trình quý vị đây là cái món quà mà cô Quý Hương dự tính là sẽ trao tặng lên cho đại tá tư lệnh phó sư đoàn. Mọi người nói cảm ơn cháu Quý Hương và cảm ơn tất cả quý vị. Sau đó ông Phùng Văn Nguyên đã đọc bài nói về sư đoàn 9 bộ binh. Sư đoàn 9 bộ binh là một trong ba đại đơn vị của sư đoàn bộ binh chủ lực thuộc quân đoàn 4 của quân khu 4 và là một trong 11 sư đoàn 9 tinh nhuệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 1 tháng 1 năm 1962, sư đoàn 9 được thành lập tại Phú Thạnh, Bình Định theo nghị định số 004 QVND ngày 9 tháng 1 năm 1962 cho đại tá Bùi Duy Lâm thưa anh.
trong thời gian tổ chức phối trí và huấn luyện tại dục lễ Ninh Hòa Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh đầu tiên di chuyển và đồn trú tại căn cứ Bình Tây thuộc quận Phù Cát, tỉnh Bình Định, trung đoàn 13, tiền thân của trung đoàn 14, đồn trú tại Quy Nhơn, trung đoàn 15 tại Phù Cát và trung đoàn 16 tại An Khê. Trách nhiệm chính của sư đoàn bây giờ là bảo vệ an ninh lãnh thổ vùng Bình Định từ đèo Mang Giang, phủ Bố, Tam Quan, Hồng Sơn. Ngoài đại tá Bùi Duy, tư lệnh đầu tiên hiện đang sống tại Pháp, các vị tư lệnh trách nhiệm khác là thiếu tướng Đoàn Văn Hoàng đã vào mình trong nhà tù cộng sản, trung tướng Vinh Lộc đã qua đời năm 2009 tại quốc sự, trung tướng Lâm Quang Thi về cư ngụ tại Bắc California, thiếu tướng Trần Bá Duy đã qua đời ngày 23 tháng 3 năm 2018 tại Orlando, Florida, và vị tư lệnh cuối cùng là chuẩn tướng Huỳnh Văn La, hiện ở tại Sacramento, California. Không bao lâu sau đó, do tình hình chiến trường đòi hỏi, sư đoàn 9 bộ binh được di chuyển về vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 20 tháng 9 năm 1963, Bộ Tư lệnh đồn trú tại Sa Đéc, mặc dù gặp khó khăn từ lúc đào thải và bình dịch ban đầu, nhưng sư đoàn đã sớm thích nghi với địa thế chiến trường vùng đồng bằng Cửu Long và trở thành đơn vị cơ hữu của sư đoàn. Cùng với các đơn vị khác liên tiếp đặt ra những cuộc đột phá của quân lính của địch quân. Trong đêm tối 1 tháng 11 năm 1963, sư đoàn 9 bộ binh là đơn vị duy nhất liên quân được chiến cứu thủ đô. Lực lượng cơ hữu của sư đoàn 9 bộ binh gồm có các trung đoàn 14, 15 và 16 bộ binh, là những đơn vị bộ binh nằm cốt với các tiểu đoàn bộ binh và đại đội trinh sát trực tiếp chiến đấu tham dự các cuộc hành quân ngoài chiến trường. Các đơn vị pháo binh của sư đoàn gồm có tiểu đoàn pháo binh 90, 91, 92 và 93. Các đơn vị pháo binh của sư đoàn được trang bị đại bác 105 đi, nhưng tiểu đoàn 90 được trang bị đại bác 155 đi. Tiếp đoàn 2 kỵ binh gồm tiếp đoàn xa M113 rất thuận tiện cho đến tiểu vùng đồng và sông Cửu Long. Sư đoàn gồm các đơn vị chuyên quân viện trợ khác là tiểu đoàn 9 quân đi, có các phẩy xá bệnh viện có đầy đủ thuốc men và dụng cụ để điều trị khẩn cấp thương binh từ chiến trường. Tiểu đoàn 9 truyền tin được mệnh danh là thần kinh hệ của chiến trường, để trang bị máy móc tối tân của các hệ thống radar điều khiển ngoài chiến trường và ngoài hậu cứ. Tiểu đoàn 9 công binh có nhiệm vụ tái lập các đồn căn cứ hành quân. Tiểu đoàn 9 tiếp tục có nhiệm vụ cung cấp quân trang, quân hộ, vũ khí đạn dược và nhân liệu cho các đơn vị cơ hữu. Các đại đội vận tải cung cấp phương tiện di chuyển của đường chiến trường của quân đội của sư đoàn 9 bộ binh, đại đội trinh sát chính, đại đội trưởng tổng hành sinh, đại đội trưởng quân tài, đại đội kỹ thuật và đại đội tác chiến điện tử. Những chiến tích đáng ghi nhớ thời gian từ năm 1964 đến năm 1970, sư đoàn 9 bộ binh chịu trách nhiệm lãnh thổ khu vực 41 chiến thuật gồm các tỉnh Vĩnh Long, Thái Bình, An Giang và Sa Đéc. Sau năm 1970, sư đoàn 9 bộ binh không còn chịu trách nhiệm an ninh lãnh thổ mà trở thành lực lượng cơ động nòng cốt của quân đoàn 4 quân khu 4, sẵn sàng viện trợ các cuộc hành quân nào trên lãnh thổ quân khu 4. Các chiến thắng mang lại lấy lệnh cho sư đoàn 9 bộ binh là các cuộc hành quân toàn thắng của quân đoàn 4 tại vùng lưỡng sông Bò Vẹt Việt Miết vào đầu năm 1930 và các cuộc hành quân Long Duy khác càng quét hậu cần của phòng quân tại Cu Ba Ru. Năm 1971, trung đoàn 16 bộ binh cho đại tá Huỳnh Văn Chính đã điều chỉ huy và ổn định vùng núi Tô Tô Thất Sơn Hùng Bí viện trợ cho quân nhân Việt Minh Châu Đốc. Và cuối năm đó, trung đoàn 15 bộ binh và đại tá Bùi Xuân Lãng đã thắng lập an ninh vùng Ba Hòn, Hòn Đất, Hòn Né, Hòn Sóc và đồng thời nhận được quyền đoàn cộng quân đất mạnh tức căn cứ viện trợ Mó So thuộc vùng Tây Nguyên và Tiên Giang. Mùa hè năm 1972, đại tá Hùng Ngọc Sơn đã anh dũng hy sinh tại chiến trường chiến thiệt đến ngày cuối cùng đã chỉ huy chiến đoàn 15 thuộc sư đoàn 9 bộ binh tan phái cho lực lượng giải tỏa ăn mật của quân sư đoàn 21 bộ binh và là một trong những đơn vị bắt tay với đơn vị tiền hồi của tướng Lê Văn Anh. Trong thời gian này, mặc dù sư đoàn 9 bộ binh chỉ còn 2 trung đoàn 14 và 16 nhưng đã bao gồm hoạt động hữu hiệu bảo đảm an ninh lãnh thổ miền Tây của tướng Bàn. Vào giữa năm 1973, trung đoàn 14 bộ binh cho đại tá Lê Trung Thành làm trung đoàn trưởng đã thu nhập vị trí năng lấy lần và dùng đồng chiến đề. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cùng Bộ Tổng tham mưu quân đội Việt Nam và sau đó đã dùng trực thăng để sát chiến lược. Nhiệm vụ cuối cùng, những ngày gần cuối tháng 4 năm 1975, sư đoàn 9 bộ binh cập nhật chỉ thị mở cuộc hành quân di tản và đại sứ Việt Nam Cộng Hòa từ thủ đô Nam Ban về. Phòng 3 sư đoàn đã soạn thảo kế hoạch và lập lệnh hành quân nhưng thực hiện kế hoạch không thực hiện được.
và vào sáng sớm ngày 29 tháng 4 năm 1975, Trần Tấn Huỳnh Văn Lạc, người mặt trận của quân đoàn và trung ương cho biết sư đoàn 9 của Vinh phải chuẩn bị để tiếp đón gọi các chính phủ của miền Tây. Trần Tấn Lạc đã điều động trung đoàn 14 của đại tá Lê Văn Năm làm trung đoàn trưởng và hành quân tại vùng Long An. Phi hành lệnh này cùng với hai chi đoàn chiến giáp và hai pháo đội 105 ly. Lực lượng đang trên cứu người thường tiến về tàu Bến Lức thì được lệnh hủy bỏ. Kính thưa quý khán thính giả, buổi hoan hô của các cựu chiến sĩ sư đoàn 9 bộ binh. Sau đó chương trình còn được tiếp nối với phần tiệc mừng buổi họp mặt và phần văn nghệ với nhiều tiết mục cho các cựu chiến sĩ sư đoàn 9 bộ binh cùng gia đình và thân hữu phụ trách. Phan Đại Nam tường trình từ thành phố Westminster, miền Nam California. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.